Xin chào các bạn, thầy là Dương, thầy đến từ Học viện Công nghệ và Sáng tạo TKI. Trong thời gian qua thì chúng ta nhìn thấy là có một trò chơi đang trở nên rất là hấp dẫn với các bạn trẻ. Đó trò chơi gì bạn nào cũng biết không nhỉ? Theo thầy thì đó là trò chơi Minecraft. Trong trò chơi Minecraft ấy, thì chúng ta có thể sử dụng các block, các khối hình vuông để xây dựng các công trình, nhà cửa, các kiến trúc khác nhau trong một thế giới 3 chiều. Tuy nhiên ấy, tại Học viện và Công nghệ và Sáng tạo TKI, thầy muốn giới thiệu cho các bạn về một cách thức xây dựng mới trong trò chơi Minecraft. Trong trò chơi này chúng ta sẽ sử dụng cái môi trường lập trình ở trong thế giới Minecraft Education Edition với ngôn ngữ lập trình MakeCode của tập đoàn Microsoft. Từ đó chúng ta sẽ sử dụng các khối lạnh này để kết hợp và tạo dựng nên các cái công trình nhà cửa, xây dựng được các cái kiến trúc theo ý muốn của mình mà không cần thiết phải sử dụng từng khối block một. Nào, hãy xem chúng ta cùng tham gia vào khóa học lập trình MakeCode Minecraft tại Học viện Công nghệ Sáng tạo TKI. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm về khóa học này nhé. Và trong buổi livestream ngày hôm nay, thầy có một bất ngờ dành cho tất cả các bạn. Học viện TKI sẽ dành tặng cho 50 bạn comment lại số điện thoại của mình đầu tiên một voucher trị giá 200.000 đồng khi tham gia bất kỳ khóa học nào tại học viện. Nào, còn phần gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau tham gia vào buổi học đầu tiên với sản phẩm công viên nước. Bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau thiết kế ra một cái khu công viên nước. Và để thiết kế ra một khu công viên này thì đầu tiên ấy, mình phải tưởng tượng được về các cái bộ phận tổng quan của công viên nước này. Trong khu công viên nước của thầy thì thầy muốn chia nó thành 4 khu vực khác nhau. Khu vực đầu tiên ấy, thì nó sẽ là khu vực lối vào. Tiếp theo là bên tay trái lối vào là mình sẽ có một khu vực bắt đầu của một con sông chẳng hạn, và nó sẽ kéo dài từ bên trái sang bên phải tạo một vòng xung quanh công viên nước. Còn ở khu vực giữa, khu vực trung tâm ấy, thì sẽ là nơi mình đặt các cái hồ tạo sóng, các cái trò chơi trong cái khu công viên nước này. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ phải tạo ra một cái thế giới phẳng trong trò chơi Minecraft này. Một thế giới mà không có bất kỳ vật cản nào, cây cối hay tảng đá. Đây là một thế giới phẳng này. Tiếp theo nữa, mình cần kết nối cái Minecraft Education Edition này với cái phần code connection của Microsoft. Sau đó mình sẽ sử dụng cái ngôn ngữ lập trình MakeCode mà thầy đã vừa giới thiệu lúc đầu buổi học đó. Kế đó chúng ta tạo ra một dự án mới, các bạn ấn vào phần New Project ở đây và mình đặt tên cho dự án. Ví dụ hôm nay dự án của mình sẽ là công viên nước. Đây chính là dự án của mình. Kế đó là mình cần bật hệ tọa độ thế giới trong Minecraft này lên. Mình sẽ vào phần setting và lựa chọn tọa độ thế giới. Thầy cũng đồng thời ở trong này mình có thể chỉnh được là tắt các con động vật đi này. Đấy. Chỉnh là ban ngày, chỉnh thời tiết đẹp. Bây giờ đây là một thế giới của mình. Kế đó mình cần tạo ra được cái phần bức tường bao xung quanh khu công viên. Mình có thể xây dựng rất là nhanh chóng bằng cách sử dụng các con lệnh fill này. Mình xây ra được các cái hình chữ nhật khác nhau. Cụ thể chữ nhật là gì? Nó giống như hình các bức tường mà mình nhìn thấy ở trong nhà mình ấy. Nó chính là các hình chữ nhật phải không? Trong công viên này thầy sẽ đặt các bức tường màu bằng đá đi. Theo cái cổ nhé. Mình sẽ đặt các bức tường khối đá. Kích thước của khu công viên sẽ kéo dài từ -50 này, -50 cho đến 50. Cái này nó sẽ giống như ô bàn cờ con. Con hãy tưởng tượng cái số 50 này nó sẽ giống như 50 ô vuông trong ô bàn cờ. 50 ô bên trái, 50 ô bên phải. Tức là gì? Tổng cộng thì có 100 ô. Đây là một tường công viên và mình sẽ chạy cái command này, command run. Mình sẽ nhìn thấy cả cái bức tường này rất là to. Đây là toàn thể quang cảnh của công viên của mình. Kế đó là mình cần đặt xóa đi các cái phần thừa bên trong để chỉ giữ lại bức tường bao xung quanh thôi. Mình sẽ xóa bằng cách sử dụng khối không khí. Khi sử dụng khối không khí đè vào vị trí bức tường ấy, thì các cái bức tường bị đè vào sẽ biến mất.
đây là bức tường này. Cái đó là mình cần chia các cái khu vực trong khu công viên này ra, đúng không? Như có thể nói là sẽ chia nó thành khoảng 4 khu vực đó. Thì đầu tiên là mình cần xây dựng khu lối vào. Mình sẽ di chuyển về vị trí lối vào mình muốn. Có thể là lối vào của mình sẽ đặt ở vị trí 0 này. Đấy. 0, 4, 50. Đây là vị trí cái cửa. Thì đó mình sẽ dịch sang hai bên này một chút nha. Sang trái và sang phải của mình. Mình fill một cái không khí đi. 0, 4, 50. Khi thấy sang trái thì cái là có thể nhìn thấy ở bên cái position mình có một giá trị tăng lên, đúng không? Đấy, và ngược lại khi thấy sang phải là chị sẽ giảm đi. Đấy, cái giá trị này là giá trị x này, nó sẽ hướng bên tay trái và bên tay phải của mình. Mình đặt nó từ 7 chữ 7 các bạn. Các con nhìn thấy là phần bức tường từ 7 đến chữ 7 mình mất này. Sau đó mình sẽ xây ra một cánh cửa ở đây. Thầy sẽ dùng một cánh cửa kim loại nhé. Có một cách xây dựng rất là dễ, là mình muốn xây dựng ở tọa độ nào ấy, thì mình di chuyển ra vị trí tọa độ đó. Ở đây các con nhìn thấy vị trí của mình là gì? -8, 7, -50, đúng không? Thì mình chỉ cần nhập đúng cái vị trí hiện tại của mình ra. -8, 7, -50. Đây sẽ là vị trí xuất hiện cái khối lệnh mà mình mong muốn đặt. Đây. Ví dụ tiếp theo này. Cạnh chữ X đang vào chữ 8 này, nó là một cái chữ Y có số 4. Y là gì? Y là cái chiều cao của cái khối mình muốn đặt. Ví dụ khi mình đứng ở trên mặt đất là 4, đúng không? Khi mình bay cao lên chút này là 5 này, cao nữa là 6, cao nữa là 7, đó. Thì mình sẽ đặt một cái cột ở đây, cái cột của cánh cửa. Thì mình đặt vị trí nó từ 4 cho đến 10 đi. Và cột này cũng sẽ là cột đá nhé. Cùng loại đá với loại đá mình đang dùng. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy cái cột ở đây xuất hiện. Đó. Tương tự với bên trái này, mình đặt cái cột vào cái cột của cánh cửa. Mình chỉ cần đổi 8 chữ 8 thành 8 thôi, đúng không? Thì mình nhìn thấy có hai cái cột xuất hiện. Kế đó thì sao? Kế đó thì bây giờ nha, mình sẽ xây cái phần mái che phía trên của cánh cổng này. Mình sẽ đứng từ vị trí số 1, vị trí thứ nhất ở bên tay phải cánh cổng. Với Y bằng 11, bởi vì mình xây cái cổng, cái cột ấy, mình cao đến Y bằng 10 rồi, đúng không? Cái đó mình sang bên tay trái thì tương tự là nó sẽ đối xứng nhau. Có cái sự đối xứng nhau ở đây thì mình sẽ nhìn thấy có một cái cột xuất hiện, cột ngang của cái cổng. Đây là mới cổng đơn giản. Bây giờ mình muốn cho cái cổng nó cao lên, đúng không? Nó giống như một cái mái mình tam giác. Đấy. Thì mình chỉ cần nhân bản cũng lên ra này bằng cách dùng chuyển phải và mình giảm đi cái tốc x này cho nó hẹp lại, đúng không? Đang là -10 mà mình thành -9 và 9 này. Đấy. Tương tự, đúng không? Tiếp tục -8 và 8, -7 và 7, -6 và 6. Mình sẽ dừng ở -6 nhé. Với mỗi cái tầng này này thì mình sẽ có cái giá trị y nó cao lên 1, bởi vì nó sẽ nằm trong hình tam giác và nó cao hơn lên trên. Mình thay đổi giá trị y này, -11 đây này, đấy, đúng không? Cuối này là 12 này, cuối này 13 14 15. Giờ mình cùng nhìn tầng mình nhé. Đó, đây là cửa. Cái đó nữa là gì? Thầy muốn tạo ra các cái cánh cổng bằng sắt. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra thêm một cái cột ở giữa để cửa này mình rất là to. Đó. Nên thầy muốn tạo ra một cái cột như ở giữa này. Đó. Chia đôi cổng ra thành hai cổng trái và cổng phải. Từ 4 đến 10, đúng không?
Kế đó nữa là mình xây các cái phần cổng bằng kim loại. Cái cổng này của mình thì hiện nay đang mở, cho nên thầy sẽ đánh các cái cổng xây bên trong. Mình cùng đếm đây có bao nhiêu ô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ô. Đó, thì mình sẽ xây thử cái cột, cái cổng dài 3 ô nhé. 1, 2, 3, đó, đến đây. Mình sẽ fill từ vị trí của cái cột. Đây này, cái cột phía trước mặt mình này, đến vị trí thầy đang đứng. 4, 3, 7. Cái chiều cao của nó đúng không? Cái chiều cao của cái cổng này là phải cắt vào chiều cao cái cột này. Tức là mình 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, chiều cao nó mình đặt là 10. Và nguyên liệu của mình sử dụng là cái hàng rào sắt. Giờ mình hãy cùng nhìn cái cổng nhé. Một phần cái cổng đúng không? Đấy. Ô, chết rồi, có một vấn đề đúng không? Là thấy bị đè mất vào trong cái cột này. Đấy là mình chuyển sang ô sang bên này. Đó, thì tức là mình sửa cái chữ cuối cùng này là chữ Z này, chữ 49 này. Thì mình sẽ có 3 ô đúng không? Cái cổng này mình sẽ lại 3 ô là chữ 49, chữ 48 và chữ 47. Đó, hãy cùng nhìn lại cổng của mình nhé. Đây, đây là cổng lại 3 ô, 1 ô, 2 ô, 3 ô. Tương tự với ở cái cổng ở bên tay trái thầy bây giờ đúng không? Ở đây thì mình nhìn thấy cái chiều nó cũng đặt chữ Z này, chữ 49 ấy, chữ 47. Đấy, nhưng mà cái chiều X của mình ở đây đang là chữ 8. Ở đây nó bao nhiêu? Ở đây nó 0, đúng không? Và tương tự với cổng bên này, nó sẽ là 8 với X. Thì mình chỉ cần nhân đôi các cái cổng này ra thôi. Và mình thay đổi cái cả chữ X này, chữ 8 ấy, và 8 ấy. Đấy, thì mình sẽ có hai cái cổng bên trái bên phải. Đây là cổng vào khu công viên. Kế đó là gì? Thầy sẽ chia tiếp khu công viên của thầy thành các cái phần, có thể nói là phần khu trung tâm này đó, phần cái hồ nước lớn này đấy, và phần các cái con sông để bơi lội này. Để chia cái phần này ra thì mình làm nặng, mình cũng tiếp tục sử dụng cái khối đá của mình đi đấy. Đây sẽ là khu trung tâm của thầy nha. Thầy sẽ xây cái đường một cách ở đây. Lúc nãy mình xây đường gạch của mình, các bạn có nhớ y bao nhiêu không? Từ 4 cho đến, đúng không? 4 đến 6. Thế xây đến giữa của khu công viên này nha. Là chỉ Z của mình, đúng không? Z bằng 0. Ở giữa nó sẽ là 0. Cái giá trị này thầy lấy nó ở giữa với tay trái nhé, là lấy 25 nhé. Và khi mình đi lên thì giá trị x không đổi. Bên này mình sẽ có một cái đường thẳng ở bên tay trái này xuất hiện này. Đó. Tương tự với cả bên phải, mình cũng chia như thế bên phải để xây. Có vẻ cái đường này mình hơi dài quá. Thầy nghĩ là cái khu công viên mình không nên có cái đường lối vào dài này. Thầy sẽ rút ngắn lại một chút nha. Để xóa các cái khối lạnh vừa xây đi thì mình thay cái khối vừa rồi bằng khối không khí này. Đấy. Và mình chạy thì sẽ biến mất. Thấy chưa? Sau đó là bây giờ nha, cái khối này mình thấy không cho nó kéo dài đến 0 nữa, thấy cho nó kéo dài đến khoảng trừ 15 thì thôi. Đấy. Và mình thay lại bằng khối đá vừa rồi. Đấy. Tương tự với bên còn lại. Vâng, bên còn lại là bên tay trái thầy bây giờ. Bên tay trái thầy bây giờ thì mình làm là mình đổi. Các con nhìn này, khi mình đi sang trái đúng không? Cái x của thầy giảm đi. Đấy. Thì ở đây mình đang thấy là x bên tay phải đã là 25. Thì là x bên trái là trừ 25 này. Đấy. Không có sự đối xứng của nó. Thì mình xây đúng không? Rồi. Kế đó nữa là gì? Mình cần khép cái bức tường này lại này. Phần tường này để chia nốt cái khu này ra. Thì mình đứng vào vị trí bức tường nha. Thực ra thì mình có thể nhìn vào các khối lạnh, mình nhìn thấy luôn là có vị trí trừ 25, trừ 15 này. Đấy. Và tương tự bên kia có vị trí 25, trừ 15 này. Đấy. Đây chính là vị trí để nối hai cạnh bức tường nhau. Thì bây giờ mình đã chia được xong các khu trong công viên này rồi. Kế đó nhé. Thầy sẽ xây dựng bắt đầu từ khu trung tâm này. Thầy sẽ xây ở khu trung tâm này một cái đài phun nước đi.
khi mình vào công viên mình rất là hay thấy có một cụ đài nước ở giữa công viên. Ở đây mình có thể lấy các cái khối lệnh mình muốn ra và đặt đây. Ví dụ đây là cái đài nước, mình đặt ở vị trí này. Đây chỉ là khu giữa mà, bởi vì cái khu này sẽ rất là bé. Thầy sẽ di chuyển một chút nha, mình căn thành đầu lần nữa. Thầy nghĩ là nó khoảng 35. Độ 35. Nó chưa hẳn là giữa. Thế mình di chuyển một chút nha, 30 nha. Nó sẽ lẻ đấy, khoảng 13 này thôi. Đây là trung tâm của khu công viên này. Ở cái khu vực trung tâm này thì mình sẽ xây một cái đài nước, mình sẽ cùng nhau tưởng tượng kích thước đài nước mình nha. Thế đây cho 3 ô sang mỗi bên. Đây là kích thước đài nước của mình. Cái đó mình dùng lệnh fill này, mình xây ra một khối đài nước hình vuông nhé. Đây là hình vuông hay là hình tròn cái gì này. Thầy tưởng tượng là thầy nghĩ là đài nước hình tròn thì nó sẽ đẹp hơn. Thầy sẽ dạy các con một câu lệnh mới để xây đài nước hình tròn. Đấy, mình ấn vào phần đặt van ở dưới đây nhá, xong chọn vào cái hình tròn này, hình circle đó, circle nghĩa là hình tròn nha. Đây là khối hình tròn của thầy này. Cái đó các bạn nào biết cái từ radius rồi trong tiếng Anh, cái hình tròn của mình nó sẽ có một cái cạnh chiều dài giữa hai bên hình tròn này, được gọi là đường kính. Một nửa cái chiều dài này được gọi là bán kính, thì trong tiếng Anh là radius này, nó chính là cái kích thước của cái hình tròn của mình. Ở đây thầy sẽ đặt kích thước của thầy là bao nhiêu ô, mình đếm như 1, 2, 3. Đó, kích thước của thầy sẽ là 3 ô về bán kính. Cái khối thầy sử dụng ở đây này sẽ là khối diamond để xây dựng ra cái hình tròn này. Và cái chiều xây dựng của mình là chiều nằm ngang mặt đất này, chữ Y nhé. Bây giờ mình cùng nhìn thử cái hình tròn này nhé, hình tròn đài nước. Mình nhìn thấy là cái hình tròn đài nước đã xuất hiện đây. Cái đó là mình cần có một cái phần nước phun lên dưới này, đúng không? Mình đứng vào dưới nhá. Mình sẽ tạo ra một cái cột ở đây. Chỉ không từ 4 đến 6 đi, chỉ 3 một cái cột bằng khối, mình sẽ nhìn một khối này nó nhiều màu nhé. Đó, khối này chẳng hạn này có màu rất đẹp. Và trên nữa là gì, mình sẽ đặt nước, khối nước vào. Đây là một cái đài nước đơn giản, đúng không? Mình có thể làm cho cái phần mặt đất ở phía dưới này phát sáng một cách gì, mình sử dụng những cái vòng tròn nhỏ hơn, mình đặt ở dưới đây nhỏ hơn nhé. Mình sử dụng khối xi lanh tần để hạ cho phát sáng. Đặt thứ 1 thì hơi bé mà. Mình giảm cái bán kính hình tròn đi, đúng không? Cái vòng tròn mình khép lại, khép lại. Đây là khối đặt nước mình, nhưng mà nhìn nó hơi thấp luôn. Thế nghĩ mình cần phải tăng độ cao của nó lên chứ. Tăng độ cao đặt nước lên một ô nữa. Rồi. Kế đó nữa là mình sẽ xây dựng các cái khu vực, các cái cánh cổng đi lại giữa các cái khu vực trong công viên này. Cụ thể mình có 3 cái cổng ở đây, 1 đúng không, đây là 2, đây là 3. Đó. Mình sẽ xây cái cổng ở bên trái nhé. Đây là cái cổng. Mình sẽ xây nó đơn giản là mình chỉ bỏ đi các cái phần ô nước của mình bị tràn ra ngoài này. Bởi vì là lúc nay thầy xây, thầy sử dụng thầy không xóa cái cối nước đi, hút nước vào cách từ cối spongy này nhé. Nước của mình nhiều quá và nó đã bị lấp ra ngoài rồi.
giờ thấy nó xóa rửa hết nước đi nhé. Và nó mình xem thử là nếu như mình xây dựng kẻ khối lên từ đầu này này thì nó có ảnh hưởng gì đến việc xuất hiện nước của mình không nhé. Bởi vì lĩnh nước của mình là đúng là mình đặt nó sau cùng chứ không phải đặt đầu tiên. À đấy, nếu như mình xây dựng thứ tự này sẽ không bị chán, đúng không? Được. Để tránh cái việc chán này này, lần sau mình xây mình sẽ đặt một cuộn spongy ở đúng cái vị trí nước xuất hiện này, đúng không? Mình đặt nó ở đầu tiên trước khi xây dựng cái cuộn này, cuộn spongy này, cái đống nước như này này, thì mình sẽ không bị cái tình trạng mà nước tràn ra ngoài nữa. Và cái đó là mình sẽ quay về tiếp với cái cửa. Đây sẽ xây hai cái cửa hai bên của mình. Mình sẽ xây đơn giản nhất một cách sử dụng không khí thôi nha. Mình xóa đi các phần thừa của cái cửa này trên bức tường để tạo ra cái cửa. Đó, mình xây từ bên phải này, bên trái này. Chọn khối nó có không khí nhé. Nhớ là gì, mỗi lần mình sử dụng khối lạnh là mình phải thay đổi khối lạnh nhé. Mình sẽ đợi cái này nó xây nên nó sẽ mất mấy thời gian. Trong lúc mình sẽ di chuyển sang bức tường bên còn lại. Và tương tự với bức tường bên kia đúng không? Thì mình sẽ sang bên này là mình chỉ cần thay đổi về giá trị x thôi. Mình sẽ có một bức tường ở bên này phải thêm dấu trừ này. Đấy, thêm dấu trừ. Rồi. Mình đã xong cái phần bức tường công viên. Kế đó là gì? Mình sẽ bắt đầu xây dựng các cái phần hồ nước và các trò chơi trong khu công viên này. Ví dụ nha, mình sẽ xây một cái hồ, mình thấy cái kéo dài nó từ đây này, đến đây, rồi sang đây, rồi sang đây. Đấy. Đây là một cái con sông sẽ kéo dài xuyên suốt trong suốt cả cái khu công viên của mình để người ta thấy bơi lại một quanh trong khu công viên. Mình sẽ đánh dấu vị trí bắt đầu của con sông này nhé. Đấy, bắt đầu mình đầu tư lại. Nó sẽ cách bức tường mấy ô này. 1 này, 2, 3, 4, 5 đúng không? Ô thứ 5 mình tính theo đường chéo nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cái ô mình này. Con sông có vẻ nó khá là to đúng không? Thế nghĩ là để lên em thu hẹp nó thêm một ô nữa. Đấy. Cho nó bé lại chút. Rồi. Kế đó nữa là bên này, mình cũng kéo 6 ô bên này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Đến thứ 6 này. Đấy, tương tự với bên này nhé. Mình sẽ cho bao quanh cả cái khu công viên này luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và cuối cùng là đây. Đó. Để cái phần con sông này nó được xây dựng trước cái phần thoát nước của mình, giúp cho quá trình xây của mình nó dễ hiện đến bên này hơn đấy. Đấy, mình đặt nó lên trên cái phần thoát nước nha. Đấy, mình đặt xây này trên thoát nước. Đấy, đặt ở trên thoát nước này chứ mình không đặt ở cái cùng nữa. Thấy cái ghi tốc độ hiện tại của mình này 31 đúng không? 4 trừ 4. Cái y này mình thấy tí thế này tiếp thêm cho con về cái y này nhá. Y này của mình đúng không? Nên mình đặt cao lên trên. Đấy, thì nó giá trị mình 4, 5, 6, 7 các thứ. Nhưng bây giờ ấy, mình muốn đào sâu xuống dưới đúng không? Vì nước nó nằm ở dưới đấy. Đó, thì con sẽ nhìn thấy là mình cái y mình giảm đi. Đấy, đến 1 này chẳng hạn. Đấy, đúng không? Rồi. Cái đó sang bên này, mình sang bên chiều dài của lại bên trái con sông này. Mình nhập tọa độ là 444 đúng không? Đấy. Và cái khối y này đấy, thì nó sẽ ra đây là cái bức tường bao xung quanh trước. Nó để tránh cái việc là mình bị ngã bên trong ấy. Bức tường này giúp mình tránh ngã, tránh nước nó tràn ra ngoài. Để mình đặt nó cao lên chút đến 4 nhá. Mình nhìn thấy đây là có bức tường gạch xuất hiện ở trong này.
đó đúng không? Cái đó là gì? Mình đào bức tường này ra, mình đặt nước bên trong đúng không? Đặt nước vào bên trong này. Đấy. Mình xóa nó vào không khí trước nha. Đấy. Sửa lại cao độ này, 43. Bên này bao nhiêu? Bên này 40.0 nhé. 2 32 trừ 3 đúng không? À, mình cứ nhìn vào 32 trừ 3 trừ 3 rồi. Cái đó là gì? Mình đặt nước bên trong đúng không? Cái gạch này mình muốn nó sử dụng gạch khác bên ngoài cho đẹp thì mình sẽ thay đổi nha. Lúc thấy muốn nó thành màu trắng chẳng hạn cho đẹp, cái không vượt quát. Cái đó thì đặt nước bên trong này, nước của mình độ cao là bằng 3 đúng không? Mình sẽ không đặt cao bằng cái gạch nha, còn nước lại tràn ra ngoài. Rồi, cái đó là gì? Mình cho xong rồi mình kéo dài sang bên kia. Đấy. Mình cũng phải đếm xem này, cái chiều dài mình là bao nhiêu nha. Bắt đầu đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ô, đúng không? Cái đây mình đếm 12 ô này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ô. Thì mình giấu ô xanh vàng này. Thì mình sẽ lấy tác độ từ vị trí này, kéo sang vị trí bên kia. Đó. Tương tự đúng không, hôm nay mình sử dụng ba khối này, khối quát này, khối không khí và khối nước. Thì giờ mình cũng sử dụng tiếp ba khối đó ở đây. Khối quát này, mình sẽ trước một khối quát nha. 44, 31, và mình kéo sang cái vị trí lúc nãy thầy đánh dấu bên này. Nó bị biến mất rồi, tại vì mình xây lại cái viên nó đã bị biến mất, mình đánh dấu lại. Mình đến 6 ô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, ở ô thứ 6 này đúng không? Mình nhập vào tọa độ của ô mới này nhé. Trừ 44, 44. Đó, trừ 44, 44. Kế đó này, mình tiếp tục này, di chuyển một bước không? Để lấy tọa độ cho khối không khí của mình. Khối không khí của mình sẽ là trừ 43, 43. Còn khối không khí bên này là bao nhiêu? Mình không thể di chuyển một ô nữa. Ví dụ chéo ô ở đây nó là 43, 32. Đó. Bây giờ mình thử kiểm tra một chút nhé. Sẽ mất một phần nước mình về. Tuy nhiên tí mình đặt nước vào thì sẽ đúng. À, nó không có vấn đề. Ngắn. Bây giờ mình thừa ra một cái khu phần này, thừa ra một phần này. Thì bây giờ làm nào? Mình đơn giản lắm. Mình có cái cách khá là đơn giản, sắp xếp cái khối quát lại gần nhau. Mình xây trước các khối quát này nhé. Cái đó là mình xây tiếp đến các khối không khí. Đó. Và cuối cùng là mình mới đặt đến các khối nước. Như này thì sẽ không có cái việc là bị nhầm lẫn các khối này. Quát này, không khí này, nước này. Hai khối quát nha, hai khối không khí nha, rồi hai khối nước. Cái nước thứ hai của mình ở đâu nhỉ? Đây. Đây sẽ cái nước thứ hai của mình. Từ 1 đến 3 của quả chân. Mình cùng kiểm tra sản phẩm nha. Đó, đúng không? Tương tự giờ mình làm tiếp với khối thứ 3 ở đây. Mình đứng tiếp vào vị trí này. Khối quát thứ 3 nha. Trừ 44, 44 đúng không? Lấy luôn chỉ chéo, chỉ chéo cho khối khí đúng không? Trừ 43, rồi. Cái đó mình chuyển đến đây. Lần này mình cũng đếm 6 ô về tay phải nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Mình ghi là bao nhiêu? Trừ 31 này. Đó. Trừ 44 này. Đó.
Khối này là khối quát của mình đúng không? Quát chân này là đây, khối này trừ 31 trừ 14 đường đi chéo là bao nhiêu? Là trừ 32 trừ 13. Thầy sẽ kiểm tra lại hai khối ở kia nhé, cả kia nhé. Thì nghi ngờ là mấy thầy di chuyển sai. À, bây giờ mình sẽ kiểm tra này, xem cái tọa độ mình bị sai đâu nhé. Ở đây của mình đang đứng là gì? Trừ 31, trừ 44 đúng không? Trừ 31 này, trừ 44. Đó. Thì mình di chuyển từ cái ô bao nhiêu? Trừ 32, trừ 13. Rồi. Cái đó mình sẽ sang bên còn lại để kiểm tra nhé. Bên này bao nhiêu? Trừ 44 này, 44. Và mình di chuyển chéo nó là bao nhiêu? Trừ 43, 43. Chính xác rồi. Mình đổi con này thuộc không khí nhé. Đó. Cái đó là cái khối không khí mình nhân đôi dần để thay nó thành khối water đúng không, và hạ độ cao thành 3 thì đã được. Bây giờ mình đã hoàn thành cái con sông của mình. Đây là toàn bộ con sông nhá, mình kiểm tra lại xem nó đúng chưa. Sông này trong công viên nước, có bạn nào biết đây là gì không, hay gọi là sông gì? Bạn nào đi công viên nước chưa? Hồi trước thầy đi công viên nước thì sông này gọi là sông lười này, bởi vì nó sẽ chảy vòng tròn xung quanh công viên, mình không cần bơi gì hết, mình chỉ cần chui lên cái phao nó sẽ nổi lình bình lình bình lình bình đưa mình đến khắp mọi chỗ trong công viên này. Cái đó là mình sẽ mở tiếp một cái lối vào nữa nha, và để xây dựng một số cái trò chơi nước trong cái khu vực nước này. Lối vào này thế sẽ to hơn để lối vào mới mình làm. Xây nó trước cả khu hồ nước này nhanh nhé. Đây là nó trước khu hồ nước này. Trừ 2, 4, trừ 15 đúng không? Bên này thì nghĩ nó là 2, 4, trừ 15 thì nó đều với nhau mà. Mình kéo chiếc cao lên 6 nhé. Trong khu công viên này thì mình sẽ làm một cái trò chơi đơn giản là trò nhảy cầu đi. Đấy. Thầy sẽ xây một cái hồ nước hình tròn rất là to ở giữa công viên này. Đấy. Hoặc là hình bầu dục nhá. Thầy dạy các con cách xây hình bầu dục đi. Mình xây nó giữa này đi. Giữa công viên là bao nhiêu? Là 040. Đây chính là giữa công viên này. Đấy. Nhìn thấy nó cân đối chứ, nếu như mình xây ở giữa này. Chưa cân lắm đúng không? Mình kiểu thằng này chút. Đấy, tạo 0478, 0418 nhé. Thế thì xây ở vị trí là 0418 đấy. Các con có nhớ cái khối tròn đúng không? Nó lại sẽ có sự cơ. Mình xây cái hình tròn đấy, rất là to. Nó giống như là mình xây cái đặt nước ấy, nhưng mà nó to nhiều lần luôn. 0.48 này. Bán kính của nó mình sẽ đếm thử nhé. Mình sẽ đứng từ vị trí này đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ô nhé. Bán kính thế để 11 ô. Nó xây rất là lâu đấy, bởi vì nó hình tròn rất là to. Đấy. Mình cũng phải đặt cuốn nước vào luôn nhé. Water vào in 3 thôi. Mình đặt nó 2 tầng ấy. Tức là cho độ sâu nó 2. Nhưng mà không được. Nếu như mình để cái chỗ nhảy cầu độ sâu nó thấp quá thì rất là nông này, mình nguy hiểm lắm. Mình sẽ để xuống 1 ấy. Đấy. Cái hồ mình sẽ sâu 3 hồ. Và bao xung quanh của nó mình sẽ xây thành bao xung quanh nữa. Bao xung quanh đây là cái viên bao. Viên bao đây là 1, 2, 3. Đây là cái thang lộ này. Đây là cái chữ cục. Cái viên bao mình sẽ to hơn. Và mình cũng một cái quát nhé. Mình sẽ to hơn là 12. Và vị trí nó là 4. Đây mình nhìn thử cái khu hồ nước nó trung tâm của mình.
có thừa một lệnh không khí ở đây. Cái lệnh không khí mình với có một cái lệnh không khí thầy xóa thừa đến vị trí trừ 4, lẽ ra mình chỉ được để trừ 13 thôi. Mình cùng quan sát lại các khối không khí nhé. Trừ 44 đây, lệnh này chỉ được đến trừ 43 thôi này. Mình bị kéo dài một ô ra đây. Được. Hoặc là có thể vào lệnh nước. À không, nó cao này là vào lệnh không khí mình nhỉ. Được. Đó, được nước mình đang xây. Thấy nó dần dần vừa rộng này. Cái đó là gì? Mình sẽ xây tiếp một cái khu nhảy cầu bên phải này đi. Mọi người hay thất là việc là mình đi qua cái cổng mình sang phải hơn. Đó. Mình xây nó bằng khối cung cực quan nha. Từ vị trí này. Vị trí này đi. Đúng không? Cách là bên này 2 ô đến vị trí bên này. Vuông. Sau đó mình sẽ có lối đi lên, đúng không? Mình đặt luôn vào cái fill nhé. Cái này mình đặt trước cái phần xây hồ nước này, mình xây trước hồ nước để cho nó nhanh hơn. Trừ 18, 4, 10 cho đến bên này, đúng không? Trừ 14 y và bao nhiêu mình nhập sau nhé. Cái khối nhảy cầu bình thường nó rất là cao. Đấy. Nhưng với thầy xây cổng ấy, nó lên đến thẳng 13 đúng không? Thầy nghĩ này. Đấy. Nó phải cao bằng cái cổng này. Nên là thầy sẽ để y bằng 13, thậm chí 14. Đấy. Và khối của mình sẽ là khối quát đúng không? Có màu trắng này. Hay là khối màu xám nhé. Đây thầy chọn thử khối màu xám nhé. Cô gray powder gì đó. Nghĩa là bột xám. Tuy là bột ấy, nhưng mà bởi vì là xếp chồng với nhau nên nó cũng rất là vững đó. Nó không chuyện bị rơi ra mất đâu. Mình trèo như này và mình nhảy từ trên xuống. Đúng không? Cái đó là mình xây tiếp cái phần đường ở ngoài này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 này. Đây là đường để cầu mình chia dài luôn. Thường thì cái đường này nó sẽ làm cái bán gỗ, cho nên là nó sẽ màu gỗ đó. Mình để màu gỗ nhé. Chiều cao y chắc chắn bằng 14 nhá. Nếu chọn khối gỗ nào đấy, để nó nhìn nó mỏng hơn mình sẽ chọn khối slab. Màu này hơi nhạt, để chọn màu đậm hơn chút nhé. Rồi, tạo độ của mình là bao nhiêu? Trừ 9 này, 14 này, 7 này. Cho đến trừ 13, 14, 9 này. Cái nước của mình bên trong này, này nó đã chưa xây xong. Cho nên nhìn mình sẽ bị thiếu nha. Nếu như xây xong mình nhìn lên đủ hơn. Và một cái cầu thang đi lên ở đây. Mình có thang đi lên này. Mình khi nó đứng ở vị trí này luôn. Mình có thang đi lên. Tại vị trí trừ 19 48. Chiều cao nó cũng bằng 14 nhé. Mình có thể sử dụng khối ladder hoặc là khối scaffolding để xây cái thang. Để thử sử dụng ladder nhé, xem có vấn đề gì không nào. Bây giờ mình sẽ xây hoàn thiện luôn cả một thứ nhé. À, có vấn đề đấy. Cái thang mình nó bị nằm sang bên trái. Đấy. Nên vấn đề khi mình xây cấu lệnh. Xây một cấu lệnh. Nó sẽ không chỉnh được hướng số động vật khi lập trình. Như là cái thang này mình không chỉnh hướng nó được. Thì bây giờ mình có hai cách. Một là mình để nó sang này. Đấy. Thì nó sẽ phù hợp hơn việc đi vào hơn đi lên. Cách thứ hai mình thay khối này bằng khối scaffolding. Thì thầy sẽ dùng cách thứ nhất nha. Còn bạn nào dùng cách thứ hai thì giữ nguyên tọa độ như cái tọa độ trừ 19 này.
và mình thay cái khối nguyên liệu thành khối khác cố định là được. Đấy. Thì nhìn thử xem cái công viên nước xây là thầy vừa sửa nó nên là bị dừng mất rồi. Bây giờ mình nhìn toàn thể toàn cảnh cái khu công viên mình vừa xây nhá. Bây giờ là khu công viên đang được xây dựng này. Ở đây có những nước tràn. Có thể tại mình xây nhanh quá. Không, nước mình chưa tràn rồi. Nó đang thành cái hình nước dựng đứng. Bởi vì các cái khối nước cũ mình sẽ bị xóa ngay. Cũng cách nhanh hơn một tí mình đưa cái khối xóa nước trong này đầu tiên của Spongy. Sâu xuống đó. Đây là toàn cảnh công viên mình thả và chưa xong. Rồi. Cái cổng rồi. Phần thang đã tiếp chưa? Thang mình đây. Cái thang này của mình chưa dính vào đây đúng không? Là kéo bên trái này. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại sử dụng cái phương án dễ hơn là sử dụng khối scaffolding nhé. Mình sử dụng khối scaffolding ở đây. Cái đó nữa là bây giờ mình cần một cái đường vào của cái khu này đúng không? Kiểu như là cái đường lên xuống thì mình đập ra cái đường này và bên này thêm được cái đường này nhé. Thì là làm nào ở cái phần bức tường mình xây ấy. Quay về thì xây bức tường, phần xây bức tường mình làm cần mình bổ sung thêm đây ở dưới nhé. Đây đây chính là đây. Kéo này ở đây kéo cái bịt mình để cài lại chung vào một và đây kéo đến góc này để tự động nó xóa hết tất cả các bạn tạo thành cái đường hai bên. Thì bây giờ là các bạn tác phẩm mình hoàn thiện rồi này, để nó chạy lần hoàn thiện cho mình nhá. Bạn nào còn biết ở trong khu công viên nước mà các trò chơi gì khác, ví dụ là có trò trượt nước đúng không? Thì bây giờ nhá, thầy muốn là các bạn ấy tự nghĩ cách để xây dựng cho thầy một cái cầu trượt nước bên trái như này, chỗ này còn trống đấy, mình sẽ xây một cái cầu trượt nhá, mình muốn đi lên cao này và mình có một cái đường trượt đi xuống, mình xây cái đường trượt xuống để được trượt vào trong hồ nước này chứ không phải là thầy cầu như bên này của mình. Bây giờ mình sẽ thử nhảy cầu một lần nhá. Thầy sẽ nhảy cầu trong chế độ survive. Mình chuyển sang cái chỗ survive của mình đấy. Và mình sẽ nhảy cầu được. Không bay được nữa, được nhảy thôi. Hoàn toàn không bị mất máu. Để đi lên này. Bây giờ nha, các bạn hãy cùng nhau giúp thầy xây dựng nốt cái phần cầu trượt bên trái này này. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xây dựng một công viên nước rất là đẹp mắt trong thế giới Minecraft rồi đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi của các con về trò chơi Minecraft, về khóa học lập trình Minecraft, về các sản phẩm trong khóa học lập trình Minecraft này. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Thầy đã thấy có một số bạn comment các câu hỏi đây rồi này. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là học lập trình Minecraft thì giúp ích được gì cho chúng ta? Câu hỏi này thì thầy nghĩ có thể là một phụ huynh nào đấy đã hỏi chứ không phải một bạn học sinh. Đấy. Thì thầy xin phép được trả lời các bạn học sinh và các bạn phụ huynh là học tập lập trình Minecraft tại Học viện Công nghệ TP thì sẽ giúp chúng ta phát triển rất là nhiều các kỹ năng khác nhau.
tiêu biểu như là kỹ năng để mình xác định được cái hệ tọa độ 3 chiều trong trò chơi. Từ đó giúp mình học tập cái việc hình học không gian của mình cho tương lai học tập được nó tốt hơn. Thứ hai là mình được học các kiến thức về lập trình như là gì, các cái cấu trúc lập trình này, các cái câu lệnh này, các cái vòng lập, các cái điều kiện lập trình, các cấu trúc về hàm số trong lập trình hay gọi là function đó. Từ đấy thì giúp mình có cái kiến thức nền tảng để mình học tập lập trình cao hơn trong tương lai. Và bên cạnh đó, một cái phần rất là quan trọng trong Minecraft là giúp mình tăng cái khả năng thiết kế này, khả năng sáng tạo này. Từ đó giúp mình phát triển khả năng cấu trúc, sáng tạo thiết kế các cái công trình khác 3 chiều khác nhau đấy, giúp mình tìm được cái niềm đam mê của mình trong các cái công việc về kiến trúc. Thầy thấy đang có thêm vài câu hỏi nữa rồi, rất là nhanh. Câu hỏi thứ hai thì học cái môn Minecraft này này thì chúng ta được chơi game hay không? Chắc là bạn nào đấy ham chơi game thì bạn hỏi cái câu hỏi này đấy. Thì thầy sẽ phép trả lời con ấy, thì mình sẽ học lập trình Minecraft trên cái phần mềm Minecraft chuyên giúp để học tập, đó là Minecraft Education Edition do Microsoft tạo ra. Thì trong cái Minecraft này mình sẽ không sử dụng nó để chơi game mà mình sử dụng các cái khối lệnh lập trình như mấy thầy vừa nói để mình xây dựng ra cái công trình khác nhau trong trò chơi Minecraft này, chứ mình không chơi game trong này đâu nhé con. Câu hỏi tiếp theo nữa này, có bạn hỏi thầy là cái thế giới 3D không có thể nhắc đến nó là gì, thì thầy xin giải thích rõ hơn về cái thế giới 3D này. Trong trò chơi bình thường mình chơi như là những cái trò chơi trên Flappy Bird đúng không, thì mình nhìn thấy là nhân vật chỉ di chuyển lên xuống trái phải được thôi đấy. Tuy nhiên ấy, trong Minecraft này thì mình nhìn thấy là nhân vật di chuyển được theo nhiều hướng hơn. Ví dụ như bây giờ thầy có thể lùi lại đúng không, thầy thì đi gần cái camera lại, đi xa camera ra đấy. Thì cái nhân vật trong Minecraft thế, ngoại trừ đi sang trái không phải đi lên đi xuống, mình phải đi gần lại hoặc xa ra so với nhân vật thể đấy, làm nhân vật thể to ra chẳng hạn đấy, hoặc là đi ra xa nó nhỏ lại, thì đấy chính là cái thế giới 3 chiều đấy. Trong cái môn hình học về sau mình học ấy thì cũng tương tự như thế. Ví dụ nha, thầy ví dụ này đấy, nếu như mình vẽ một cái hình tròn ở trên cái tablet chẳng hạn đấy, thì mình nhìn thấy một mặt tròn thôi đấy. Tuy nhiên đấy, trong thế giới 3 chiều thì nó không phải là hình tròn nữa đấy, nó sẽ biến thành một cái hình cầu giống như quả bóng đá chẳng hạn đấy. Mình nhìn từ xa ấy, thì mình nhìn thấy nó là hình tròn, khi mình đi vòng quanh nó mình nhìn thấy thì mình nhìn thấy nhiều cái mặt tròn khác nhau và ghép lại nhau thì nó sẽ tạo thành hình cầu đó đấy. Câu hỏi tiếp theo nữa này, các bạn hỏi là học lập trình Minecraft ấy, có khó hay không, thì thầy xin phép trả lời các con ấy. Học lập trình Minecraft nó cũng giống như là mình học các cái lập trình thông qua các môn khác như là môn Scratch hay môn Tinker đấy, nó không khó lắm đâu, nó chỉ cần một chút kiến thức nền tảng về tiếng Anh đấy, và cái khả năng tư duy tốt đấy. Cả hai cái điều này mình đều có thể được rèn luyện thông qua quá trình học tập. Tiêu biểu là gì, là các khối lệnh của tiếng Anh thì các thầy sẽ giải thích cho các con về từng khối lệnh một đấy, mình học mỗi ngày chỉ học một hai khối lệnh mới thôi, chứ không như lúc nãy là trong video thầy sử dụng rất là nhiều khối lệnh mới đúng không. Đấy, trong cái học tập thì mình nên học tập nó một cách bài bản, có kế hoạch hơn. Còn về cái phần tư duy thì sao, cái tư duy thì như hôm nay thầy nói là thầy sẽ được giải thích cho các con đầy đủ chi tiết về thứ tự các câu lệnh và tại sao phải sử dụng thứ tự đó. Từ đấy thì giúp các con hiểu là các câu lệnh được thực hiện từ trên xuống dưới này, và mình sẽ hiểu tưởng tượng được kết quả của từng câu lệnh, từ đó mình sắp xếp được cái câu lệnh nào nằm trên, câu lệnh nào nằm dưới. Đấy, đó chính là cái tư duy theo luồng, lập trình theo luồng trong cái môn Minecraft này. Có bạn hỏi thầy nữa là về cái khóa học Minecraft này mình được làm những sản phẩm gì. Đấy, thì thầy xin phép được giới thiệu các con một số sản phẩm trong Minecraft. Thì các sản phẩm này của mình thì mình sẽ có tất cả các công trình mình nhìn thấy và xung quanh đời sống của chúng ta, hoặc là trên phim ảnh, đấy, trên TV. Ví dụ này, mình sẽ nhìn được nhà cửa trong thành phố đúng không, các con đường này đấy, các cái khu bảo tàng này đấy, hoặc là ở quê đó thì mình sẽ có các cái khu nông trại đấy, các cái địa điểm như là công viên trò chơi, công viên giải trí, hoặc là các cái công trình nổi tiếng như là tháp Eiffel này đấy, hoặc là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả những gì mình nhìn thấy hoặc là mình tưởng tượng ra mình đều có thể đưa vào làm sản phẩm để mình xây dựng cho bài học. Với mỗi bài học thì mình được xây dựng một sản phẩm khác nhau, và ở cuối mỗi khóa học sau 3 tháng thì
việc xây dựng một cái sản phẩm lớn đấy, như là cái công viên của thầy nói là phải nhỏ, mình mở rộng công viên nó ra, cho thêm nhiều trò chơi, cho thêm nhiều khu vực trong công viên hơn, thì đấy sẽ tạo thành một sản phẩm lớn hơn. À, có bạn hỏi thì bây giờ đăng ký khóa học này như thế nào? Thì bây giờ các con có thể đăng ký khóa học này bằng cách comment lại với bạn của mình ở trong bài livestream, hoặc liên hệ với Tiki thông qua trang chủ của Tiki và số điện thoại trên trang chủ của Tiki. Có bạn nữa hỏi bây giờ là nhà của bạn ấy ở xa Tiki quá đấy, thậm chí là nhà bạn ấy không ở Hà Nội, không ở Hồ Chí Minh đấy, cũng không biết bây giờ làm nào bạn ấy đăng ký được. Thì học viện Tiki thì đưa ra cả các khóa học lập trình trực tuyến, lập trình online, mình có thể học tập trực tiếp qua mạng, mình chỉ cần sử dụng một cái máy tính có kết nối mạng và học tập ở bất kỳ đâu được đấy. Thì các con hãy ghi nhớ là mình hãy cơ mẹ số điện thoại của mình ở trong bài livestream này và sẽ nhận được ưu đãi khi tham gia bất kỳ khóa học nào, kể cả là các khóa học online nhé. Và cuối cùng đừng quên rằng chỉ có 50 bạn comment đầu tiên trong bài livestream này thì mình mới nhận được cái voucher giảm giá 200.000 đồng cho bất kỳ khóa học nào tại Học viện Công nghệ Tiki. Nào, còn chần chừ gì nữa, hãy cùng nhau comment thật nhanh chóng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.